về món tteokbokki thì trước Uchi đã làm rất nhiều video rồi, từ Odo về đến tự nấu ăn. Nhưng chủ yếu là những cách làm truyền thống thôi. Đợt này nghỉ nhiều ở nhà lướt TikTok thường xuyên, Uchi thấy có nhiều cách mới lạ hơn. Bữa nay sẽ hướng dẫn mọi người ba cách nấu ăn tteokbokki theo công thức TikTok nha. Sai! Chúng ta có 2 muỗng sốt gochujang và 2 muỗng bột ớt. Không phải là bột ớt mà ớt tươi, nên là bột ớt để làm màu. Hoặc không có đường thì có thể các bạn dùng syrup bắp cũng được nữa. Nói chung là hai cái đều nó ngọt hết. Xong mình sẽ trộn trước. Để tỷ lệ như vậy xong để trong tủ lạnh. Ok, muỗng đầu tiên thì mình còn 3 bánh tráng. Thấy được không? Dùng. Bắt đầu mềm rồi đó. Wow, nó mềm rồi đó. Nó mềm như cái miếng rồi đó. Và các bạn kiểm tra thử xem nó còn cứng chỗ nào không. Mình thấy cứng chỗ này thì mình có thể nhúng cho nó vào đây. Chúng ta có thể dùng phô mai. Miếng này là phô mai được đã che, còn đây là miếng phô mai full HD không che. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nấu tteokbokki. Tên là mình sẽ lấy 3 đến 4 muỗng tỏi bằm. Buổi trưa thì mình đã lấy cái nước với cả cá cơm với hành paru đun nó tầm 1 tiếng thì nó sẽ ra như vậy. Thì thường thường người Hàn Quốc làm kiểu này để làm súp mì truyền thống Hàn Quốc hoặc là làm tteokbokki. Nhiều hào. Mình sẽ thả chả cá trước. Giờ sẽ bỏ hành paru. À được. Wow. Một chút đường, sốt nốt. Wow, mai đầy đủ. Đến bây giờ thì mới được ăn như thế này. Wow, mình nhìn là rất là muốn ăn lắm rồi đó. Và khi mình lấy ra là thấy không phô mai nó đã tan chảy ra rồi, nó nhưng mà tan chảy cái miếng ở ngoài thôi chứ miếng ở bên trong thì vẫn còn. Nó đúng là khác với bánh gạo Hàn Quốc thật, nó khác rất là nhiều. Mình khó nói là nó ngon hay là không ngon, nhưng mà mình có thể nói là cái sốt nó thấm hơn cả vị tteokbokki. Là bánh trắng đã hy sinh tất cả linh hồn của nó cho cái sốt. Bởi vậy là mình ăn vô thì 90% nó đã thấm vào trong đây rồi. Chắc từ bây giờ tôi sẽ không ăn bánh gạo Hàn Quốc nữa. Giờ bánh trắng thôi. Perfect. Oh, đây đâu ta. Xuất sắc, mình cho nó 100/10. Thứ nhất là giá rẻ hơn, thứ hai là dễ làm hơn, thứ ba là ăn thì không có mập lên. Còn để mà ăn chung với tteokbokki á, ghiền lắm thì mới bỏ vô, còn không thì các bạn đừng có dùng. Thật sự luôn. Các bạn cứ tập trung vào bánh trắng tteokbokki đi. Số 1. Ok, bây giờ mình sẽ nấu muỗng thứ hai luôn. Ok, bây giờ mình sẽ làm bún tươi. Sau đó mình sẽ lấy 80g bột gạo. Dùng 200g. Chính lại cho đẹp trai hơn. Chín rồi mọi người ơi, chín rồi. Mình sẽ đổ như này. Yes sir. Yay. Hai muỗng. Đây là chả cá Việt Nam nha mọi người, chả cá Việt Nam. Ok, đến bây giờ mình có thể dùng được tteokbokki rồi đó.
Wow, nó có miếng nữa là ngon rồi. Mình vẫn không tin được là món này đã làm từ bột gạo, bún tươi và bột năng. Wow, nhìn giống như y chang bánh tteokbokki Hàn Quốc luôn. Cắn vô thì nó mềm, dai không dễ bị đứt, có mức độ giòn rất là cao. Có vị gạo Việt Nam. Ngon. Gạo Việt Nam số 1 mà. Nếu mà mình nấu cái này cho người Hàn Quốc á, người Hàn Quốc sẽ khen. Chắc chắn là khen. Ăn chung với chả cá Việt Nam. Hai miếng đều rất là hợp. Và chắc ăn 3 đến 4 miếng là cảm giác của mình no rồi á, tại vì nó giòn quá đi nên là mình nhai liên tục. Cái này chắc ăn chung được với 5 đến 6 người luôn. Và mình nghĩ là chắc là món thứ ba luôn. Đúng rồi, đây là món thứ ba. Nguyên liệu rất là đơn giản, chỉ cần bánh gạo và mực tôm, như thế thôi. Thế thôi. Sau đó tới tôm, xin bánh gạo, xin bánh gạo xong, xin mực. Ok, một miếng nhạy xong rồi. Tôi biết ngay mà. Ok, đây là món thứ ba. Tteokbokki mà dùng hải sản nhưng mà sốt nó vẫn là tteokbokki truyền thống Hàn Quốc. Nhìn rất là hấp dẫn. Hãy ăn thử nha mọi người. Wow. Đây mình rất quen cái mực nào mà kiểu được nướng chín tới á. Cái này thì không ít chín tới. Ăn vô thì nó là mềm giòn như mực sống vậy đó. What? Nhưng mà nó không có bị tanh. Đây là món thứ ba nó rất là sáng tạo nha, nhưng mà tiếc một điểm là mình không có tính toán. Mà nấu trên than thì nó số 1. Thực sự đối với mình thì tteokbokki nổi tiếng bởi K-pop hoặc là những cái phim bộ tập rất nổi tiếng bên Hàn Quốc. Còn hôm nay mình làm rất là nhiều kiểu khác nhau luôn. Mình sẽ chấm cho đi các bạn là, nên là 100 trên 10. Còn đây là 9 điểm. Điểm đó là chỉ tính vào khi đồ ăn nóng nha. Còn đồ ăn nguội là nó không điểm hết. Còn đây là tiếc, từng ăn từng miếng vô thì ngon nhưng mà tiếc quá. Đây là tầm 6 điểm. Còn nếu mà nấu giỏi thì nó sẽ là 8 điểm mọi người ạ. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip của xin cho mọi người. Nhớ ăn cay, không về nhé mọi người.